lần thứ 9 năm 2022. Xin được trân trọng kính mời quý vị an tọa. Kính thưa toàn thể quý vị, đang diễu hành qua lễ đài là khối cờ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9. Lá cờ mang ước mơ và khát vọng của các vận động viên vươn tới chinh phục những đỉnh cao mới trong các trận thi đấu tranh tài của đại hội. Nhiệt liệt chào mừng đoàn vận động viên thể thao quân đội. Thể thao quân đội là một trong ba đơn vị có thành tích tốt nhất qua các kỳ đại hội thể thao toàn quốc. Đến với đại hội thể thao toàn quốc lần này, đoàn thể thao quân đội với 712 thành viên tham gia thi đấu 28 môn với mục tiêu đứng trong top đầu toàn quốc. Chào mừng đoàn vận động viên thể thao công an. Những năm qua, thể thao công an nhân dân không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đóng góp nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam. Tham dự đại hội với 250 huấn luyện viên, vận động viên ở 24 môn thi đấu, đoàn thể thao công an nhân dân phấn đấu giành thắng cao tại đại hội lần này. Chào mừng đoàn vận động viên các tỉnh thành phố. Đi đầu là đoàn vận động viên tỉnh An Giang đang tiến vào lễ đài. An Giang là tỉnh trọng điểm Tây Nam Bộ với phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp. Có những bước tiến nổi trội. Đến với đại hội lần này, An Giang có 268 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu 19 bộ môn. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh ven biển của khu vực Nam Bộ, là điểm đến của nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và tầm quốc gia khu vực. Tham dự đại hội, đoàn thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 245 huấn luyện viên, vận động viên tranh tài ở 21 thi đấu. Chào mừng đoàn vận động viên tỉnh Bắc Giang. Bắc Giang là tỉnh biên núi trung du thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, có nhiều di tích, danh lam, lễ hội truyền thống. Đến với đại hội, đoàn Bắc Giang tranh tài ở 12 môn thể thao, phần đấu xếp thứ 15 toàn đoàn và thứ nhất các tỉnh miền núi. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Bắc Cạn. Bắc Cạn là tỉnh có bề dày truyền thống cách mạng với các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Hồ Ba Bể, gia đặc biệt ATK, chờ đồn. Tại đại hội này, Bắc Cạn tham gia thi đấu 5 bộ môn với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ. Tiếp theo đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên tỉnh Bạc Liêu. Bạc Liêu miền đất nổi tiếng với những điệu dạ cổ hoài đăng, phong cách con người Bạc Liêu hào sảng, nghĩa tình, đậm chất miền sông nước Nam Bộ. Tham dự đại hội, đoàn Bạc Liêu có 76 vận động viên thi đấu ở 9